Hello các bạn nha, mình là Cute nha các bạn. Hôm nay mình cầm máy quay là các bạn cũng biết là tới công chuyện nha các bạn. Ổng gài là mình bị mấy ổng cho lên dĩa, lên bờ xuống ruộng các bạn ơi. Mấy ổng cho mình sấp mặt luôn các bạn ơi. Mình chịu không nổi các bạn ơi. Mình có suy nghĩ được cái màn cho đấy các bạn. Mình trả đũa mấy ổng. Lần này mình chơi lớn nha các bạn. Mình chơi cho mấy ổng là long trời lở đất luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi làm nha các bạn. Mình sẽ chạy qua chòi, mình đợi bốn ổng vô nha các bạn. Mình sẽ nói dốc, nói xạo, nói điêu. Mình đợi bốn ổng vô đủ nha các bạn. Mình nói là 2-3 bữa nữa là mình sẽ có một cái đám giỗ nha các bạn. Là ngày mốt 11 giờ trưa. Rồi các bạn muốn biết màn cho anh diễn biến như thế nào nha, mời các bạn xem hết clip nha. Hello các bạn nha, đến hẹn lại lên các bạn ơi. Hôm nay là cũng là tới cái ngày mà đám giỗ mình mời mấy ổng 11 giờ trưa nha các bạn. Hổm dài mình chờ đám giỗ tới mà 2-3 ngày mà lâu giống như 100 năm tỷ ngày các bạn ơi. Cũng trộn ổng mà thấy lâu thời gian lâu ghẻ mạt rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cúp máy, mình điện cho quay phim cái nha các bạn. Mình điện cho quay phim mình nói dốc là sẽ rước ông cu lùng lên phụ mình á, bưng bàn bưng ghế, chạy bàn bưng dĩa bưng đồ, khách đông quá trời các bạn ơi, là một mình không sể. Để cho mấy ổng vô trước, mình tách ra mình cho hai hàng trước mình dứt hai hàng sau nha các bạn. Như vậy á mấy đã mấy lên xịn nha các bạn. Rồi ok nha các bạn, mình đặt máy nha các bạn ơi. Đây là mình đây nha các bạn, mình đã đặt máy quay rồi nha các bạn. Cái tài đặt máy quay của mình các bạn biết rồi nha, mình còn thấy được nó chi huống chi là mấy ổng nha các bạn. Rồi bây giờ mình mời mấy anh em qua đám giỗ nha các bạn, mà ăn đám giỗ của bốn thằng quần đó nha các bạn. Còn đôi khi với cái lùng thì mọi người đang trên đường chạy vô nha các bạn. Các bạn thấy bạn đó không? Các bạn đó là các bạn uống nước trà để bưng bưng ra mình để chập tức lão nha các bạn. Vô nhà nha các bạn ơi. Qua cái là điện kêu mình ra chứ là mình dứt liền nha các bạn. A few moments later. Ủa, ngồi kia vậy? Gọi giờ là sao?
Mà giờ là sao? Nó biết gì đâu sao? Rồi đó, đám vỗ, đồ ăn đâu? Con vòng trong nhà nè. Trời ơi, ba đem cả trâu lên nữa nè chứ không đâu bây giờ. Tập mơ thấy ai mời đám vỗ gì trời. Trời, làm hại sửa dọn đồ đẹp lên mua nước ngọt qua đi đâu đám vỗ. Bị bón thì chứ hai mày bị bệnh hay gì trời, tôi không phải tiếng nào đâu. Trời trời, con bé giờ qua đây kia trời, mua bia nước ngọt. Thôi lại. Không, không, ba ơi ba. Này đem nhà cái gì? Ê, cái chịu ba nữa. Qua đây ăn đám vỗ, không có đám vỗ thôi đem về. Gặp cái trâu anh nữa. Trời ơi, lại lại ông đòi chứ chứ. Ăn vỗ đi. Vỗ đâu? Vỗ xuống. Cái tèm. Ơi. Trời ơi, để trả ra được. Cái tèm. Trời ơi, thôi luôn rồi. Cái tèm. Không. Tôi vỗ đi, vỗ không. Rồi đồ ăn đâu, nó chỗ đâu, tèm biết đây phải cho mà. Chỗ nè, trời ơi. Trời trời. Nè, ngọt này uống đi. Ủa, rồi là không dài là sắp đặt cho luôn hả? Chưa nghĩ vậy đâu, đám vỗ đâu đâu gà. Không coi ông chơi lên bỏng rượu tôi mới nghĩ chuyện cái ghế này để cho mấy ông chứ. Anh em mà chỉ cho nước thèm. Ít ra cho luôn quán sửa soạn bạn đồ ăn thôi chứ. Bạn đồ ăn gì đó trời, có đám tiệc đâu bạn đồ ăn. Thôi thôi thôi, đừng tỉnh tới tôi về. Lại cố. Về gì vậy, đi chơi. Cho đi là anh gì không có đó. Nó vô kêu ra đây chơi tại em chơi gì vậy? Tối mua một bia. Thôi nó chuyện xíu đi rồi uống một bia đi làm luôn. Ba uống nước ngọt đi coi. Ba nghĩ sao qua đây con dài chứ. Ba nè. Uống cái đồ đẹp diễn lên với tao chỗ. Chạy quá à. Chạy quá. Nghĩ sao không biết đây không thấy món quà nào. Không ai xuất hiện vậy đó. Ngày gì nó giờ để vô chỗ sao không đắt chỗ à. Không có đất xe nào. Đâu chơi cái tiền. Ngày dẫn đi giờ đồ giờ món đi trời. Ê, cái món đi có ăn không? Cái em đi vô trước này tính hậu hậu em đi chứ này bán tiền không nè. Đúng không đúng không rồi. Em đâu rồi? Đi. Rồi nãy giờ qua có điện hai cứu đi chưa? Điện gì? Tới giờ vô chứ điện gì vậy? Ông điện kêu hai cứu qua chứ là giọng quạng đồ tiếp mấy hai cứu đi trước rồi. Thôi giờ đừng nóc đừng nóc. Thôi giờ anh em sao biết tôi cho ông vô rồi giờ anh em bắt cho tôi cái đi. Bắt cái gì nước đồi. Có con hai bú kia đậu ổng cái lên mở chuyện giờ hai không bỏ ông tới đây mang về ăn dép đẹp gái rồi nè. Ừ, ổng là cho hai kia, ổng hai kia chưa nói chưa biết cho hả? Làm gì biết tôi giấu hả? Đậu ổng cứ cho mà. Tôi biết chẳng không? Tôi biết chẳng không? Bây giờ nè, cái máy điện thoại kìa. Tôi đặt lên kìa, thấy không? Ừ, ổng đặt lên thay cho kìa ổng quá ơi. Trời ơi, trời ơi. Chào bạn ơi, chào bạn ơi. Đó, bây giờ lại nghĩ sao mà con đang ăn rượu quá mình ăn nắm giỏi thèm. Lại rảnh như trời. Sớm mới chịu, sớm mới giọng bạn, giọng ghế luôn tiếp. Đẹp trai bảnh tẻ không? Rồi nó hiểm nè, đó. Ai chứ. Mà bây giờ hợp tác với tôi đi. Mấy ông lỡ dính cháu rồi, giờ mà ông cháu dính đi. Đúng không được. Trời ơi. Dính rồi nó lại ham kêu để bạn ham kêu ngủ. Bây giờ nè. Tôi lấy điện thoại này ra, ông lấy điện thoại, phim lấy điện thoại. Quay lại tôi điện thoại ông. Có mấy ông tới đâu rồi? Ồ, không, gần 11 giờ hơn rồi đó, chưa qua nữa. Ít gà chơi cho mình phải có ăn cái đồ ăn rồi chứ. Đồ ăn gì mà ăn, trời ơi, đồ ăn này ăn đi, nắm vỗ hay không này ăn đi. Uống cái đi cho hai vậy này rồi chơi tiếp, đậu không cho anh, cho anh hoài, đậu không. Cho chết bụng rồi luôn, cho nó thiệt. Ai cũng phải một lần vậy thôi. Ai cũng một lần. Ông không bị cho rồi, tôi cũng bị cho nè. Bây giờ lỡ dính rồi phải ăn kia, phải dính luôn chứ. Bây giờ chơi không? Không? Không lẽ bỏ hai kia lại không lẽ điện cho ông biết là không lẽ gì hai ông xì quá đủ sống giờ kia luôn giờ bỏ công qua tới đây rồi hợp tác tôi cái đi phải hợp tác trùng thanh nữa đó đó cái mặt nè đó mang giày đẹp ghê không đúng rồi 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 đậu phộng dính đậu một khi vé nữa người vô vô cái ông lục uống đi uống đó nha để ông đi đậu phộng mình lỡ dính rồi chẳng lẽ để cho ông không y bình vậy qua đây luôn cho ông cho hai ông này ăn đám vỗ lớn hai ông này nữa mới được nha nó lo lên cái nhà ông nội nè mới lo nè tôi hành tung của Samsung tới đâu rồi trời ơi ông nội này đi bón hay gì trời
Alo. Nghe bên ơi. Đi tới đâu rồi fan? Trời ơi, trời mưa hoành tráng này nè, chưa đi được nữa, trời bất bất mưa chút xíu nó chạy ra rồi ra quay phim rồi lụng lên tới rồi đi luôn. Đậu phỏng kêu ông 11 giờ vô, giờ 11 giờ mấy rồi. Quay phim với cô lùng là lên đây nó phụ bưng mâm bưng chén bưng bàn giùm phụ chạy từ sớm giờ nè, còn hai ông đó. Qua nãy giờ sớm bẩn luôn rồi, đâu không kêu phụ tôi à. Rồi tranh thủ. Rồi bớt mưa tranh thủ kéo được ghét qua liền nha trời. Nha. Chuẩn bị ăn mâm thứ hai luôn đó, đợi hôm qua lâu nhẹ te. Ồ, hàng bú cắt đậu phộng, cứ tưởng là đậu sĩ hai bao trong đây chạy ra ngoài rồi điện lùng lên đi chung bốn thằng bánh gì, tự nhiên đi bánh hai bánh chi chợ ngáo nữa. Tôi kêu ổng lên đây phụ tôi nè, khiến mấy cái bạn phụ chạy bàn nãy không kịp, giờ mấy ông tranh thủ đi còn hai ông đó nha. Đậu phộng có mấy cái bàn mấy cái ghế à ông nội ơi, kêu một hai người thôi, kêu bốn người chắc toan luôn quá, làm hai ba chục mâm hả vậy nha. Rồi ok tranh thủ đi, tốc độ lên. Rồi đậu phộng đi đám giỗi thèm mà giờ này chưa đi nữa. 97 đậu phộng lại tình được chứ, tại giờ này có miếng đồ ăn thì cũng được, đói bụng thấy mẹ nè, sáng chưa bụng luôn, chút xíu đi tôi dắt đi ăn, trời có gì đâu trời, ăn gì không cô, mì gấu này nhóc nè, ngồi tôi bắt nước sôi lên nó bắt thèm thèm luôn, ít nhất là phải có bò né bò gì lẩu cù lao luôn theo quay đồ cũng được. Ok đúng rồi. Ok, để hồi nữa tôi ngủ nằm mơ tôi mua cho mấy ông ăn. Đúng, ông liệu hồn bữa nay tôi có quyền nhân từ đó, không có mà sao em ơi. Rồi ok. Bây giờ tôi đặt máy quay lại cho. Rồi tôi ông lùng vô nhà núp luôn. Núp đúng rồi đó. Ok, đi dẹp xe luôn. Ok. Nha. Bây giờ mình đặt xong máy quay lại cho cũ của ông Tè nha mấy. Bây giờ mình có hợ mà quay phim chuyên nghiệp hơn mình, nhưng mà đặt con dữ đi. Giống mình chuyên nghiệp chứ. Bây giờ ba anh em mình vô nhà lúc hết rồi. Giờ tới ăn đám giỗ hàng quần kia nè, các bạn đón xem nha, như thế nào nha. Đừng đi vô nhà. A few moments later. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai ông đi lộn nhà không? Ôi trời. Chơi mà nước còn đó nha. Sách hai thùng bia, thùng này về ông đâu. Đây, sách đem chạy luôn. Mày đưa hai thùng bia cho nó uống đi. Không, bây giờ sẵn khui ra. Chơi tới đây nhà luôn. Chơi thèm đậu. Quá vậy đậu bực chứ mày. Có ngày đậu không ăn như là bỏ mới. Hùng quá vô thiệt không làm gì ăn không. Mày cái chết này nhà ngủ. Phộng mày. Trong mấy thằng mắc mưa quá trễ. Mắc mưa đi chứ tranh thủ đi. Đậu không. Mày vô quậy nhà anh luôn là đậu. Đậu không. Quậy gì quậy. Đậu không. Vô lấy bánh nha nhậu. Ông tranh thủ đi. Đậu đậu không. Đậu không. Đậu không. Đậu tranh thủ là tao ăn tiền rồi. Đậu không. Lấy rượu à? Dạ, làm gì ông nội? Lấy gì hả? Cái này gì? Quay nhà tao ông nội. Quay khoe với cái lùn mặt đầu đen ông này mặc cho mấy giấy số vậy trời. Đúng không? Thấy tôi nói già tôi cũng bị ra trước thấy. Thôi đi về ông nội. Tụi ông bị cho nè. Dạ đậu không phải ba lên cầm lên tay mình đó. 14 có mày. Bố mày đậu không? 14 mày ha. Đậu không mày mốt mày có một chuyện tao nè. À, ai tin nữa không chị? Thôi vô ăn miếng nè. Ăn cái cây kìa. Đi vậy không? Quỉnh đi giờ thôi không. Đấy, để có phải vậy không luôn. Này thùng nước bọt tôi đem về tôi chạy xuống luôn. Kệ. Cho anh trước bị cho anh trước thấy được người cho sao đẹp vừa. Mặc vậy mà bị vũ được cái gì trời, nghĩ sao có mời đám gì đâu đâu không. Bây giờ nha bú. Cười tèm, ông cũng cười nữa. Cười tèm. Đi vậy không luôn.
Này ông thấy đồng minh của tôi không? Chìa khóa đâu rồi, đồng minh của tôi rồi. Ông thấy đồng minh của tôi rồi. Đồng minh tôi là chiến tốt mà. Em đi chưa chìa khóa đây. Khóa không lấy được. Chìa khóa đâu rồi? Ai lấy trời. Cái thèm đó. Đồng minh tôi cũng không lấy cái là đồng. Ê này, anh hai cho em cú đẹp quá nha anh hai. Không mà hốn tặng đúng không? Vậy mới sướng. Anh đi, anh dám dỗ chỗ khác đi. Lên đồ, giống như đám dỗ thật thiệt luôn. Thôi em đi về luôn nha anh hai, cái đậu hộp anh hai nhớ nha anh hai. Báo chị. Báo chị. Để coi hai ông bị cho như thế nào nữa chứ. Làm gì? Đạp số kìa, đạp số, xe ngàn số gì vậy? Thôi tôi không đi về luôn rồi mày. Đi đâu không? Chạy xe tới luôn. Đậu hộ anh em đi về luôn nha anh hai. Đậu hộ anh hai cho em hay quá nha anh hai. Các bạn thấy clip này thấy cho anh ổng khốn, các bạn cho mình một like, một tim, một chia sẻ. Cho tụi ổng lại. Tụi ổng là hai tụi ổng nè, hai mình đồng minh ơi. Đồng minh đi tèm. Đậu không lấy giờ hai người bỏ về ta không? Đâu không cái gì? Tèm. Tôi đưa cái dĩa lên kèo hôm với người chứ muốn ăn thôi à. Lên thử hôm với tèm làm hai tốn thùng nước ngọt nữa đại ca. Cái này chuyện nhỏ gì đâu.